Em xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Tiếp tục cập nhật một vài thay đổi liên quan tới luật đất đai 2024 mới đây, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Thì ở luật đất đai này có quy định rõ ràng về 7 cái trường hợp bị hủy sổ đỏ kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Thì hôm nay em xin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn để cho mọi người có thể nắm kỹ hơn về những cái thông tin mới này, để cho mọi người có thể cập nhật để mà tránh những cái rủi ro khi giao dịch cũng như là những cái chuyển đổi liên quan tới bất động sản hơn quý cô chú anh chị. Và thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 6 điều 152 của luật đất đai số 31 năm 2024 QH15. Nếu mà trong cái trường hợp bị thu hồi sổ như những cái trường hợp trước đây em cũng đã nêu rồi, chiếu theo cái khoản 2, khoản 5 của điều 152 luật đất đai 2024 mà người dân họ cố tình không giao nộp lại giấy chứng nhận thì cơ quan có thẩm quyền được quyền hủy sổ đỏ đã cấp trước đó nha quý cô chú anh chị. Sổ đỏ sẽ bị hủy khi mà người sử dụng đất hay là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc một trong những cái trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận nhưng lại không giao nộp giấy chứng nhận đó. Và các trường hợp đó bao gồm, đó là thứ nhất là bị thu hồi toàn bộ diện tích đất được ghi trên sổ đỏ, sổ hồng, có nghĩa rằng là cái cuốn sổ của mình á, diện tích đất trên đó đã bị thu hồi rồi nhưng mà mình đang còn giữ cuốn sổ, mình không giao nộp lại thì mình sẽ bị hủy sổ luôn nha quý cô chú anh chị, coi như là cuốn sổ đó không có giá trị nữa đó. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là đối với người sử dụng đất hay là chủ tài sản gắn liền với đất thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận nhưng mà chủ tài sản lại không giao nộp cuốn sổ cũ, có nghĩa rằng là giữ cả hai cuốn sổ luôn, sổ mới sổ cũ luôn, cấp đổi sổ mới rồi nhưng mà không giao nộp sổ cũ thì cũng sẽ bị hủy sổ đó luôn nha quý cô chú anh chị. Và trường hợp thứ ba đó là đối với người sử dụng đất hoặc là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà bắt buộc cần phải cấp mới giấy chứng nhận. Có nghĩa rằng là khi quý cô chú anh chị và các bạn đi thực hiện chuyển nhượng nè, hay là hoàn công nè, hay là đi điều chỉnh một số thông tin liên quan tới sổ, mà cái quy định thì là nếu như làm như vậy thì sẽ bắt buộc cấp mới giấy chứng nhận, giấy chứng nhận theo mẫu mới nha quý cô chú anh chị. Còn cái mẫu mới thì hôm sau em sẽ lên clip em nói chi tiết về cái mẫu mới như thế nào. Thì kể từ ngày 1 tháng 8 trở đi á, thì người dân nếu như mà thuộc diện bị thu hồi sổ cũ á, thì sẽ được cấp theo cái mẫu mới, mà cái mẫu mới nó khác hoàn toàn so với là cái mẫu cũ luôn nha quý cô chú anh chị. Cho nên là mọi người hãy lưu ý, nếu như chúng ta thuộc cái trường hợp là phải cấp mới, không có được cập nhật, không có được làm này làm kia nữa, mà những cái trường hợp đó thì em đã cũng đã nêu rất là kỹ ở nhiều clip trước rồi, thì quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể xem lại ha. Đó thì những cái trường hợp đó sẽ buộc phải cấp mới nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà cấp mới mình lại không thực hiện, mình lại không giao nộp, hay là mình không thực hiện giao nộp để mà cấp mới giấy chứng nhận thì sẽ bị hủy cái sổ cũ đó luôn nha quý cô chú anh chị. Cho nên là trong cái quy định tại luật khoản 6 điều 152 của luật đất đai cũng có nói rõ rất là rõ rồi. Và thứ tư cũng đặc biệt quan trọng, mọi người hãy lưu ý, cực kỳ lưu ý nha. Tại cái thời điểm mà cấp giấy chứng nhận á, giấy chứng nhận đó không đúng các thông tin. Thứ nhất là về thẩm quyền người ký, có nghĩa rằng cái mộc đó đóng dấu nhưng mà không đúng thẩm quyền. Cái người đóng dấu, người thực hiện ký để mà cấp sổ hồng đó không đúng thẩm quyền thì sẽ bị thực hiện là thu hồi nha quý cô chú anh chị và bị hủy cái sổ đó. Thứ hai đó là đối với các đối tượng sử dụng đất, sai đối tượng cũng bị thu hồi và bị hủy sổ luôn. Thứ ba đó là về diện tích đất, diện tích mà sai lệch khác với các hiện trạng đất thì rõ ràng là sẽ bị thu hồi và hủy cuốn sổ đó. Và tiếp theo đó là cái thời hạn sử dụng đất cũng vậy. Thì quý cô chú anh chị và các bạn hãy để ý là đối với những cuốn sổ mà nông nghiệp, những cái loại đất mà có thời hạn sử dụng nhưng mà quý cô chú anh chị và các bạn để đó không gia hạn á thì cũng sẽ bị thu hồi và hủy sổ luôn nha. Tiếp theo đó là sai lệch về cái nguồn gốc sử dụng đất và cái loại đất không đủ điều kiện
được cấp sổ là những cái liên quan, những cái sai lệch về thông tin thôi, những cái thông tin này nó sai thôi thì sẽ bị thu hồi và hủy sổ nha quý cô chú anh chị. Thì trong cái phần này thì em thấy có cái mục là diện tích đất, là mọi người hãy lưu ý. Chúng ta cũng không có thể biết được, tại vì chúng ta đâu phải là nhân viên đo đạc, chúng ta cũng không phải là những nhân viên mà rõ ràng về pháp lý để mà tự kiểm tra được cái diện tích đất của mình nó có đúng hay không, hiện trạng nhà của mình xây dựng nó có chính xác hay không, đúng móc ranh hay không. Cái này thì thật sự là cũng phải đo đạc lại mới biết. Cho nên là cái phần diện tích đất này á, thì rất khó để mà người dân nhận biết được rằng là cái miếng đất của mình, căn nhà của mình hiện tại đang ở, nó có đúng hiện trạng không, đúng diện tích hay không hả quý cô chú anh chị. Thế cho nên là cái phần này cũng rất là khó hả quý cô chú anh chị. Nếu như mà không đúng thông tin về diện tích đất á, thì cũng sẽ bị là thực hiện là thu hồi và cấp sổ mới, hay là hủy sổ luôn, thậm chí là hủy sổ luôn. Và cái trường hợp như thế này, nếu giấy chứng nhận mình là không đúng các thông tin đó, cho nên là quý cô chú anh chị và các bạn cũng hãy để ý cái phần này nha. Đó là một thứ tư rồi. Thứ năm, trường hợp thứ năm đó là đối với giấy chứng nhận đã cấp bị tòa án có thẩm quyền họ tuyên hủy. Có nghĩa rằng là họ tuyên hủy cái giấy chứng nhận đó là chắc chắn là sẽ bị hủy giấy chứng nhận rồi. Và tiếp theo nữa đó là đối với trường hợp thực hiện đấu giá giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của tòa án hoặc là cơ quan thi hành án mà người thi hành án lại không nộp cái giấy chứng nhận đã cấp. Có nghĩa rằng là cái người thi hành án á, trước đây thì bắt buộc là phải nộp, nhưng mà anh giữ khư khư trong người á, tòa tuyên án là phải thi hành án nộp cái cuốn sổ đó, nhưng mà lại không có bàn giao thì cũng sẽ bị hủy luôn, cái cuốn sổ đó không còn giá trị nữa. Và một cái trường hợp cuối cùng đó là đối với cái trường hợp đã có bản án, quyết định của tòa án đã được thi hành, hoặc là các văn bản kiến nghị về việc thi hành án của cơ quan thi hành án quyết định theo quy định có nội dung là yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Đó là đối với những cái bản án, những cái cơ quan thực thi hành án họ có được những cái quyết định rằng là phải thu hồi, nhưng mà người dân, những người mà thực hiện thi hành án đó, họ không có cung cấp, họ không có nộp lại sổ cũ thì bị hủy luôn. Cho nên là quý cô chú anh chị và các bạn cũng hãy lưu ý nha. Đó là toàn bộ những cái nội dung liên quan tới cái việc là sẽ bị hủy sổ, 7 cái trường hợp sẽ bị hủy sổ kể từ ngày 1 tháng 8 nếu như chúng ta thuộc một trong 7 cái trường hợp như trên. Đó, cho nên là mọi người cũng lưu ý xem kỹ lại coi thử mình có phải là cái trường hợp như trên hay không. Đó, nếu như mà sai diện tích đất mà bị bắt buộc là phải nộp lại sổ cũ để mà cấp lại sổ mới chẳng hạn, nhưng mà chúng ta lại không nộp sổ thì cũng bị hủy luôn, hủy sổ luôn. Cho nên là sai diện tích đất thì chúng ta sẽ thực hiện là cấp lại sổ mới, đo đạc cấp lại sổ mới nha quý cô chú anh chị. Đó là những cái trường hợp mà em thấy ở trên thực tế hiện nay rất là nhiều người vướng phải, đặc biệt là đối với những cái mảnh đất nông nghiệp á, nó không phải là đúng hoàn toàn. Ví dụ như có một miếng đất mấy ngàn mét vuông, nhưng mà thời điểm này đo lại khác, thời điểm sau đo lại khác, mỗi anh địa chính xuống đo mỗi khác nữa, nó không có đúng chính xác được 100% của cô chú anh chị. Cho nên là trên thực tế thì cũng khó quản cái phần này lắm. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta kỹ thì hãy nên đi cấp lại sổ mới đi. Nếu trong cái trường hợp phải cấp lại sổ mới thì chúng ta nên đi cấp càng sớm càng tốt, thực hiện đổi lại mẫu sổ mới là an toàn nhất nha quý cô chú anh chị. Tuy nó mất thời gian nhưng mà chúng ta sẽ được cái là an toàn. Đó, cho nên là quý cô chú anh chị và các bạn cũng hãy để ý cái phần này, để khi mà mình thực hiện giao dịch hay là làm bất cứ cái thứ gì liên quan tới sổ thì nó sẽ được thuận lợi hơn, nó tránh gặp những cái rắc rối liên quan ha quý cô chú anh chị. Có nhiều người thì không biết là mình thuộc diện là mình phải bị thu hồi sổ, và mình cứ giữ khư khư cuốn sổ đó, tưởng rằng là cuốn sổ đó là còn hiệu lực. Tuy nhiên thì theo quy định của luật á, là phải nộp lại và phải cấp sổ mới, nhưng mà người dân lại không biết, hoặc là nhiều người họ không có rành lắm thì họ để đó luôn, và thế là cái cuốn sổ đó nó không còn giá trị nữa. Thế cho nên là mọi người cũng cần phải cực kỳ lưu ý ở những điểm này nha. Mới đây có bạn Hùng Nguyễn mới đặt một cái câu hỏi trên kênh có nội dung như sau. Anh cho em hỏi, em đang làm sổ đỏ lần đầu, đã được các cơ quan xác nhận là có nguồn gốc
trước năm 1993 và được chủ tịch phường xác nhận là không có tranh chấp. Nhưng khi ra bộ phận một cửa lại nhận được cái thông báo là đất công ích thuộc quyền sở hữu của phường, xã quản lý. Như vậy thì mình nên làm cách nào để được cấp sổ đỏ vậy anh? Em cảm ơn. Và đầu tiên thì em xin cảm ơn quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã quan tâm tới kênh Bất Động Sản Thường Ngày để lại những cái câu hỏi cực kỳ quý báu, cực kỳ cần thiết và rất là sát với tình hình thực tế hiện nay. Và trong video này, nội dung của video này, em hy vọng là sẽ giải đáp được những cái thắc mắc liên quan tới những cái câu hỏi của quý cô chú, anh chị và các bạn hiện nay đang gặp phải. Trước đây thì ở clip trước em có lên một cái video nói về các trường hợp được cấp sổ đỏ kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 khi mà luật đất đai năm 2024 có hiệu lực. Còn ở clip này em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị 7 cái trường hợp không được cấp sổ đỏ từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng em tìm hiểu bên trong clip này nha. Và mới đây, khi luật đất đai 2024 đã có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì cũng đã quy định rất rõ là những cái trường hợp được cấp sổ đỏ và những cái trường hợp không được cấp sổ đỏ. Trong đó thì những cái trường hợp được cấp sổ đỏ kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 thì quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể tìm hiểu ở clip trước, em đã giải thích rất là chi tiết từng trường hợp rồi ha. Quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể xem lại ở clip trước. Còn clip hôm nay thì em sẽ nói về những trường hợp không được cấp sổ đỏ kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Ở trong luật đất đai quy định chính xác tại khoản 1 điều 151 của luật đất đai năm 2024 có quy định rõ ràng là 7 trường hợp sẽ không được cấp sổ đỏ. Đó là những cái loại đất như sau. Thứ nhất, đó là đối với loại đất nông nghiệp được sử dụng cho mục đích công ích. Vậy thì ở trường hợp thứ nhất này, đối với những cái loại đất nông nghiệp mà được sử dụng quy hoạch cho cái mục đích công ích, có thể làm trường học, có thể làm ủy ban nhân dân, có thể làm bệnh viện, có thể làm công viên cây xanh chẳng hạn, thì sẽ không được cấp sổ nha quý cô chú anh chị. Mọi người nên lưu ý xem kỹ cái phần quy hoạch. Và trường hợp thứ hai, đó là cái loại đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại điều 7 của luật đất đai 2024. Trong đó sẽ bao gồm các công trình công cộng, hành lang bảo vệ an toàn các công trình. Thứ hai là loại đất có mặt nước của sông hoặc là mặt nước chuyên dùng. Thứ ba, đó là quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Thứ tư, đó là loại đất để mà làm các dự án đầu tư. Thứ năm, đó là đất sử dụng vào mục đích công cộng được giao quản lý, đất chưa giao, chưa cho thuê tại các địa phương. Thì cái trường hợp của bạn Hùng Nguyễn có đặt câu hỏi ở đầu clip em có nêu ra, thì em nghĩ rằng là đất của bạn đó đang nằm trong cái trường hợp này. Đó là cái loại đất được sử dụng vào mục đích công cộng được giao quản lý, hoặc là đất chưa giao, chưa cho thuê tại các địa phương. Ngoài ra thì cũng còn có loại đất chưa được sử dụng tại các đảo, chưa giao cho các đơn vị hành chính quản lý, và đất được giao cho cộng đồng dân cư quản lý. Đó, có rất là nhiều các loại đất mà không được cấp sổ nha quý cô chú anh chị. Tuy nhiên, chúng ta có một cái lưu ý là các trường hợp đất được giao để mà sử dụng chung hoặc là để quản lý thì vẫn được cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích sử dụng theo quyết định được giao cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền. Có nghĩa rằng là có thể trường hợp, cũng một số trường hợp vẫn được nha, vẫn được cấp sổ. Cho nên là quý cô chú anh chị và các bạn, sau khi luật có hiệu lực thì chúng ta nên quay trở lại để mà tìm hiểu kỹ, nhờ một người am hiểu về luật, nhờ một người mà rành về pháp lý để hỗ trợ cũng như là giải đáp những cái thắc mắc trong cái quá trình làm hồ sơ quý cô chú anh chị. Tại vì chúng ta cũng không có thể mà tự mình cập nhật cho mình được những cái quy định quyết định được. Rất là nhiều các quy định chồng chéo lẫn nhau, cho nên là cần một người chuyên trách, có thể là luật sư cũng như là chuyên viên pháp lý gì đó liên quan tới giấy tờ thủ tục nhà đất, để mà hỗ trợ cho mình, cho cái công việc của mình nó nhanh hơn, gọn hơn nha. Và tiếp tục, loại đất thứ ba không được cấp sổ, đó là loại đất thuê lại của người sử dụng đất.
Nhưng mà đối với cái trường hợp thuê hoặc là thuê lại đất của chủ đầu tư có kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đầu tư đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt rồi á, thì vẫn được cấp giấy chứng nhận nha quý cô chú anh chị. Và loại đất thứ tư đó là đất nhận khoán. Mọi người nên lưu ý là đất nhận khoán vẫn được công nhận quyền sử dụng đất nếu là đất sử dụng cho mục đích là nông, lâm nghiệp, có nguồn gốc là đất giao, giao đất, khoán trắng, thuê đất, mượn của nông lâm trường trước ngày 1 tháng 2 năm 2015 theo hình thức là giao đất nhưng không thu tiền sử dụng với phần diện tích là đang sử dụng và không vượt quá cái hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân. Cái mục này thì đọc hơi rối thật, nhưng mà em nghĩ thì cũng có một số trường hợp gặp phải những cái loại đất nhận khoán như thế này ở những cái khu vực vùng sâu vùng xa hoặc là những cái khu vực mà làm nông nghiệp nhiều á quý cô chú anh chị. Thì mọi người nên lưu ý cái mục đất nhận khoán này nha. Đất nhận khoán bình thường á thì sẽ không được, nhưng mà cũng có một số trường hợp ngoại lệ sẽ được hỗ trợ làm sổ nha. Và tiếp tục loại đất thứ năm đó là đất đã có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, trừ các trường hợp đã quá 3 năm rồi kể từ khi có quyết định thu hồi rồi nhưng mà không có thực hiện thì vẫn được cấp sổ nha. Đó, cho nên là quý cô chú anh chị và các bạn cũng để ý cái phần này, là đối với những cái loại đất nào mà đã có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền rồi nhưng mà nó đã quá 3 năm rồi chưa thấy ai tới thu hồi hết thì vẫn được hỗ trợ nha quý cô chú anh chị. Còn đối với các loại đất nào mà bị có quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền rồi ấy, thì sẽ không được cấp sổ. Và tiếp tục loại đất số 6 không được cấp sổ đó là đất đang bị tranh chấp, kê biên hoặc là đang bị áp dụng các biện pháp để mà đảm bảo thi hành án, hoặc là quyền sử dụng đất đang bị áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định. Như vậy thì đối với các loại đất nào mà đang còn tranh chấp, đang còn kiện tụng, đang bị kê biên để mà điều tra, kiểm tra, để mà thực hiện thi hành án thì sẽ không được cấp sổ nha quý cô chú anh chị. Và trường hợp cuối cùng sẽ không được cấp sổ đó là đối với các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để mà xây dựng các công trình công cộng nhằm phục vụ mục đích kinh doanh. Đó là 7 cái loại đất không được cấp sổ nha quý cô chú anh chị. Mọi người nên lưu ý 7 cái loại đất này để khi chúng ta làm các thủ tục cấp sổ mới theo quy định của luật đất đai mới 2024 được dễ dàng và thuận lợi hơn. Và hy vọng rằng là qua clip này thì em cũng đã giải đáp được cái thắc mắc của bạn Hùng Nguyễn về câu hỏi của bạn ha. Tuy nhiên bạn nên lưu ý một cái vấn đề như thế này, là cái thời điểm bạn đi hỏi, bạn đi tìm hiểu để mà cấp sổ là cái thời điểm nào. Có thể là trước mùng 1 tháng 8 năm 2024 thì cái quy hoạch cũng như là những cái quy định trước đó luật chưa có hiệu lực thì vẫn áp dụng theo cái quy định cũ, thì có thể là đất đó nó không đủ điều kiện. Tuy nhiên thì qua ngày 1 tháng 8 năm 2024 rồi thì luật mới được áp dụng thì lại loại đất đó được đủ điều kiện thì sao? Và bạn nên xem rõ là cái quy hoạch sử dụng đất mới nhất nha, áp dụng cho cái loại đất của bạn là loại đất gì, có phù hợp quy hoạch hay không. Mục tiêu là nó phù hợp quy hoạch hay không ha. Nếu phù hợp quy hoạch đó, thì sẽ được cấp, còn không phù hợp quy hoạch hoặc là thuộc một trong 7 cái trường hợp mình đã nêu thì sẽ không được nha. Thì bạn nên tìm hiểu kỹ cũng như là phải đi kiểm tra thêm một lần nữa sau ngày 1 tháng 8 năm 2024. Và tốt nhất là đợi qua một tháng đi, có thể tháng 9 hoặc tháng 10 bạn hãy đi hỏi. Tại vì khi luật mới ban hành á, thì cũng còn đợi những cái hướng dẫn, những cái điều chỉnh liên quan tới luật sao cho phù hợp nữa. Cho nên là theo ý kiến cá nhân của em á, thì bạn nên nhờ một người mà rành về các thủ tục pháp lý tại khu vực tại cái khu vực bạn đang ở, cũng như là nắm rõ các thủ tục, những cái luật mới được ban hành và áp dụng như thế nào, thì hỗ trợ mình trong cái việc là xin cấp sổ mới sao cho nó thuận lợi nhất nha. Và trên đây là toàn bộ nội dung liên quan tới 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ. Hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích được đến với quý cô chú anh chị và tất cả các bạn một phần nào đó trong việc cập nhật những cái thông tin mới liên quan tới luật đất đai ha. Trong thị trường bất động sản, đặc biệt là những cái giao dịch liên quan tới thị trường bất động sản, những giao dịch chuyển nhượng, mua bán cũng như là tặng cho,
thì rất là nhiều người đang quan tâm tới các vấn đề liên quan tới những cái khoản tiền mà mình phải đóng khi mà thực hiện nghĩa vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hôm nay thì em xin chia sẻ đến với quý cô chú anh chị và các bạn theo luật mới nhất có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 thì những cái trường hợp mà được miễn tiền sử dụng đất khi mà chúng ta giao dịch bất động sản ha. Hy vọng rằng là sẽ giúp ích được đến với quý cô chú anh chị và các bạn trong một số tình huống nào đó về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để giảm thiểu đi cái chi phí liên quan tới việc là thực hiện các nghĩa vụ tài chính ha quý cô chú anh chị. Mới đây thì chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định 103 quy định về việc là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, và trong đó có nêu rõ những cái quy định về tiền sử dụng đất ha quý cô chú anh chị. Và cụ thể là khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay là công nhận quyền sử dụng đất, thì cái việc miễn tiền sử dụng đất sẽ được áp dụng vào các trường hợp như sau. Thứ nhất là thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với thương binh hoặc là bệnh binh không có khả năng lao động, hộ gia đình liệt sĩ không còn lao động chính nữa thì sẽ được hỗ trợ làm miễn tiền sử dụng đất ha quý cô chú anh chị. Và trong luật này sẽ nêu chi tiết từng đối tượng luôn ha. Rồi thứ hai đó là đối với người nghèo, hộ gia đình hoặc cá nhân là dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Đó, vậy thì là đối với các trường hợp là đối với người dân tộc thiểu số mà hộ nghèo và hộ gia đình nào mà sống tại các địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn ở khu vực biên giới, hải đảo thì sẽ được hỗ trợ miễn tiền sử dụng đất nha quý cô chú anh chị. Và thứ ba đó là đối với đất ở cho người phải di dời khi mà nhà nước thu hồi đất và có nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người. Có nghĩa rằng là đối với những cái khu vực sạt lở chẳng hạn quý cô chú anh chị đó, hoặc là những cái khu vực nào mà nó có ảnh hưởng nguy cơ đe dọa đến tính mạng con người thì sẽ được hỗ trợ di dời ha và miễn tiền sử dụng đất. Và trường hợp thứ tư đó là đối với hộ gia đình cá nhân khi mà nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở khi mà di chuyển chỗ ở, lúc đó mà không có đủ điều kiện về bồi thường và cũng không có cái chỗ ở nào khác trong địa bàn luôn thì sẽ được hỗ trợ miễn tiền sử dụng đất ha quý cô chú anh chị. Và thứ năm đó là đối với các loại đất tại dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nghĩa trang để mà chuyển quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng xây dựng sở hữu cho cốt và những cái khu chủ đầu tư họ bố trí để mà phục vụ mai táng cho các đối tượng chính sách xã hội thì những cái khu vực này là sẽ được miễn tiền sử dụng đất. Và có một cái điều cũng rất là quan trọng mà rất là nhiều người cũng đang quan tâm, đó là việc miễn tiền sử dụng đất khi mà cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất chuyển mục đích sử dụng, từ là đất không phải là đất ở sang đất ở, hay là do tách hộ đối với các hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Và bên cạnh đó thì những cái hộ gia đình, những người có công với cách mạng thuộc các đối tượng là miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công sẽ không phải đóng tiền sử dụng đất nha quý cô chú anh chị. Và còn một cái nữa đó là đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, những khu vực nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũng sẽ được miễn tiền sử dụng đất nha quý cô chú anh chị. Và đó là những cái trường hợp được miễn tiền sử dụng đất kể từ ngày 1 tháng 8 khi mà luật đất đai có hiệu lực nha quý cô chú anh chị. Và chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định 103 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất rồi. Mọi người cũng nên lưu ý những cái trường hợp như trên để khi mà chúng ta làm các thủ tục liên quan, nếu như thuộc những cái trường hợp như trên thì sẽ được hỗ trợ miễn tiền sử dụng đất nha. Và đó là những cái thông tin nhanh về những cái trường hợp được miễn tiền sử dụng đất kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Thì hy vọng rằng là sẽ giúp ích được đến với quý cô chú anh chị và các bạn một phần nào đó trong việc cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến thị trường. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.